Lễ khai mạc AFC Asian Cup 2023 sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 1 tới trên sân vận động Lusail. Hiện tại, nước chủ nhà đang chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. Với những hình ảnh mới cập nhật gần đây có thể nhận thấy, đây sẽ là một lễ khai mạc hoành tráng không kém gì lễ khai mạc FIFA World Cup 2022 cũng diễn ra tại sân vận động này. Ngay sau lễ khai mạc sẽ là trận khai mạc giữa chủ nhà Qatar và Liban vào lúc 23 giờ cùng ngày, theo giờ Việt Nam. Chỉ có 2 trận đấu diễn ra tại sân vận động Lusail trong khuôn khổ AFC Asian Cup 2023 cũng là 2 trận đấu đặc biệt nhất. Đó là trận khai mạc và trận chung kết vào ngày 10 tháng 2 năm 2024.